Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận 131 vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ từ trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Các vũ khí được thống kê gồm 125 súng thể thao, 3 súng báo hiệu, 3 súng phát hiệu lệnh ME-38. Số vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ kể trên từ lâu không còn được phục vụ cho công tác giảng dạy các bộ môn thể thao, nên khi được công an phường vận động giao nộp, nhà trường đã thống nhất bàn giao để góp phần quản lý được tốt hơn, tránh tình trạng mất mát dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự.